Ok, thầy sửa tiếp nhất số 3 của bài số 13. Ok. Rồi câu số 1 mình có người ta gạch chân vào đuôi S đúng không nào? À, gặp đuôi S nhớ thời phong kiến phương Tây. Thời phong kiến phương Tây đáp án chính là câu D, chữ T. Ok. Câu số 2 người ta gạch chân vào chữ U. Chữ U có nhiều cách đọc đó. Bây giờ mình sẽ đọc này. Success. Success. À, success là âm gì nào? À, âm ơ. Đúng không? Âm ơ. Intuition. Intuition là âm yêu. Support cũng là âm ơ, surprise cũng là âm ơ rồi, vậy đáp án chính là câu B. Câu B là âm yêu, còn những âm còn lại là âm ơ. Câu số 3 nhầm thầy sudden, sudden à chữ đơ này. Trong trường hợp này nha, bình thường em ơi, bình thường là south là chữ thờ đúng không? Bình thường south là chữ thờ. Nhưng mà khi người ta thêm như vậy là mình sẽ đọc thành âm đơ. Sudden, athlete, thờ, both, thờ và intuition cũng là âm thờ luôn rồi, vậy đáp án chính là câu A. Câu 4. Compose, repose, purpose, à đáp án chính là câu C. Number 5. Organize, spirit, title, surprising là âm I, vậy đáp án chính là câu B. À, những cái câu này tương đối vậy ha. Rồi ok, câu số 6 dùng thay cách dùng của bảo từ này. Đó. SEA Games 22 thì được ra mắt ha, khai mạc bởi ra mắt bởi một cái buổi những cái buổi lễ ha, thường là dùng ở ẩn thầy, một cái buổi lễ, một buổi ra mắt, một buổi lễ, một cái buổi gì đó, tốt nghiệp gì đó, em dùng ở ẩn nhận thầy. Và đây chính là nguyên nguyên âm, nguyên âm em dùng như thầy mạo từ ẩn. Ok, một buổi khai mạc tại sân Mỹ Đình. Câu số 2, số 7 dùng thầy. Câu số 7, và cái buổi khai mạc SEA Games 22 này bắt đầu lúc 7 giờ với cái bài hát Việt Nam quê hương tôi. À, bài hát Việt Nam quê hương tôi, và đây là gì? Được xanh rõ ràng này, hát như vậy luôn. À, ở đây em dùng mạo từ. Okay. The song Vietnam on Fidelis. Bài hát Việt Nam quê hương tôi. Bài này hay lắm ha. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi đó, trọng tấn. Câu số 8. Câu số 8 thay mặt cho đội chủ nhà. Vì thầy đã nói rồi, có từ host này, đội chủ nhà chắc chắn phải có gì rồi. Có từ host là phải có từ gì rồi? The đúng không nào? The host à, đội chủ nhà. Tại vì có rất là nhiều nước tham gia nhưng mà cái đội chủ nhà đó, cái nước đăng cai đó à, dùng the. Số 9 tính danh đồng tràng. À, bài tập tính danh đồng tràng là một bài tập vô cùng dễ này, đi thi nó có tới hai câu đây. Ok. Rồi khi làm bài tập tính danh đồng tràng chúng ta nhìn đằng sau. Đằng sau là giới từ chúng ta không quan tâm. Ok, đằng trước có từ good là tính từ mà tính sẽ đi với danh. Danh từ mình có hai câu, đó là câu B và câu nào nữa? Câu D. Câu B là sự vật và câu D là gì? À, là người, người chuẩn bị. Việt Nam đã làm một cái gì? Cái sự chuẩn bị đúng không nào? Chỉ có là là chuẩn bị tốt. Ok. Số 10 nhìn thầy, có số 10 mình có cái gì đây? À, có số 10 nhìn bốn đáp án. Ê. Mình có từ sportsman, sporting, sportsmanship. À, đó là câu số 4. Họp báo station đã khen khen cái gì đó của các khen cái gì ha, khen cái gì của vận động viên Việt Nam tại SEA Games. A khen thể thao, B khen người chơi thể thao, câu C là khen việc thể thao, mà câu D là tinh thần thi đấu. À, chỉ có cái này thôi, sportsmanship là tinh thần thi đấu. Việt Nam mình lúc nào cũng có tinh thần thi đấu rất là gì hết, tuyệt vời đúng không nào? Sportsmanship, tinh thần thi đấu nha, khen ngợi tinh thần thi đấu của các vận động viên Việt Nam. Tuyệt vời quá. Câu số 11 là tính danh đồng trạng. Câu số 11 tính danh đồng trạng, nhìn đằng sau có từ volunteers. Đằng sau có từ volunteer là một danh từ rồi. Vậy trước danh từ là tính từ. Trước danh từ là tính từ. Tính từ là supportive. Supportive đáp án chính là câu C. Những cái người vận động viên hỗ trợ. À, những xin lỗi, những cái người tình nguyện. Ok, câu số 12. Câu số 12 tính giới từ. Từ nào mà đi với từ compose nhỉ? Giới từ nào đi với compose để mang nghĩa là bao gồm nhỉ? Consist of, compose of, bao gồm. Consist of, compose of, bao gồm. Số 13 từ nào đi với từ surprise? Ngạc nhiên bởi, surprise by. Và surprise at, ngạc nhiên với cái thành công của cái gì đó. À, ngạc nhiên với surprise. Số 14, thanks to là nhờ vào. Nhờ vào cái sự khuyến khích, nhờ vào sự động viên và tất cả những cái vận động viên Việt Nam mình đã thi đấu bằng tinh thần rất là cao.
thi đấu trong một tinh thần rất là cao. Từ nào hợp nhất nhỉ? Thi đấu cho, thi đấu của, thi đấu trên, thi đấu trong, à, thi đấu bằng một cái tinh thần rất là mạnh mẽ. In high spirit. Câu số 15 dùm thầy, câu số 15 em nhìn tổng quan trong bốn đáp án là bốn từ vựng hoàn toàn khác nhau. À, và nếu mà mình để ý mình có cái từ rate này, bạn nào mà hay học theo cái cụm collocation đó, mình sẽ biết từ rate, tính từ này sẽ đi với từ nào, gọi là đi với từ gì? Success. Cái sự thành công vượt bậc là thành công rất lớn. À, từ ngày mà tham gia lại cái Asian Game này ha, đó thì Việt Nam, thì thể thao Việt Nam mình đã có cái thành công rất là vượt bậc, thành công lớn đó. À, mình có từ raise itself. Thì đây là câu B là phát minh, rồi host là đăng cai, rồi game là thì nó không có nghĩa trong trường hợp này. Ok, câu số 16, từ vựng động từ. Rồi, em coi cái từ nào mà đi với được trong cái trường hợp này. Các vận động viên cố gắng hết sức mình để mà gì đây, cái gì mà giữ được này, giữ được cái danh hiệu của mình này. À, giữ được, từ nào mà nghĩa là giữ ta. Carry là thực hiện, perform cũng vậy luôn. Defend là giữ được, bảo vệ được danh hiệu của mình. À, 3 năm nay là ví dụ 3 năm nay tôi là vô địch rồi đấy, thì năm nay tôi cố gắng giữ được cái danh hiệu vô địch tiếp theo, chứ không thể là bị đối thủ thắng được. Defend, giữ được danh hiệu. Ok, câu số 13, à câu số 17, một câu cực kỳ đơn giản đi với từ post in để tham gia thôi. Đó là từ gì nhỉ? Post in, ok, tham gia. Ok, hai câu cuối cùng này, câu số 18 nhung thay này. À, câu số 18 là cái game mà hai đội này đánh một quả bóng này với hai tay này qua lại bên lưới cao này. Đó, đọc tới đây là biết ngay, là hình dung được là môn bóng chuyền rồi đúng không nào? Đó là volleyball, bóng chuyền. Đáp án chính là câu A. Ok. Rồi câu số 19 nhầm thầy. À, còn hai câu nữa. Câu số 19. Anh ta trở thành gì đây? Cái người mà giành huy chương vàng đầu tiên, là người mà đạt huy chương vàng đầu tiên trong cái Olympic này này. À, khi anh ta won, giành được cái gì đây? Cái gì mà 400m danh hiệu ha? À, danh hiệu. Danh hiệu là từ nào? Danh hiệu gì? Chạy danh hiệu 400m này. Chạy khoảng cách 400m vào năm 1948. Thế nào là danh hiệu nhỉ? Title, ok. À, đây mình nhớ thầy, cho nên mình nhớ thầy khi mình dịch bài, mình dịch nguyên cái cụm như thầy. Won, là giành được cái danh hiệu á, chạy 400m. Rồi ok, câu số 20 dùm thầy. She won the race. Cô ta đã thắng cuộc đua in trong cái thời gian gì nhỉ? Thời gian bao gồm thời gian thêm gì đây? Thời gian xếp hạng và thời gian gì? Phá kỷ lục. À, chỉ có cái câu đi là hợp thôi. Đó, in record time, trong cái thời gian mà mình phá kỷ lục luôn. À, đó chính là câu D. Ok, và nó cũng là kết thúc của test số 3. À, và thầy đã vừa dì ôn cho các bạn 3 test trong chương trình, trong cái bài số 13 của mình rồi. Đó là phần từ vựng thôi. Thì thầy sẽ tiếp tục gửi các bạn cái phần grammar về chuyên đề so sánh sau. Ok, thank you.